Ok, và trước khi xem video này của mình thì anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký, và đừng quên lỡ cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình anh em. Thì hiện tại chỉ có 20% là các bạn đã xem video của mình đã ấn nút đăng ký cho mình, thì còn hiện tại là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Thì mình hy vọng là tất cả các bạn xem video này của mình thì đừng quên cho mình một like và ấn nút đăng ký để ủng hộ mình thật là nhiều nha anh em. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình, và Black Hang G đây. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với Minecraft Backworld cùng với lại những thành viên của group team anh em mà. Trời ơi, chờ đi nào các bạn trẻ ơi. Hello mọi người. Ok, người ta đang núp và đánh làm cái gì anh thiệt tập. Mình đang núp anh em. Nãy giờ anh em có đoán à, chắc nãy giờ anh em tưởng mình đang quay vô mặt vô cái tường, không phải đâu, đây là mình anh em. Đấy, gặp trời, ẩn thân chi thuật anh em. Quá lĩnh cao luôn. Nhưng mà hôm nay mình không có mặc cái skin này, đây để mình tính lại anh em. Đấy, nhầm. Okay. Đấy, nhìn phía sau tàng hình này. Đấy. Ui, tàng hình thật anh em ạ. Ui, không thấy luôn. Ai nhìn thấy làm cái đi. Ui, không thấy các bạn. Không thấy ai hết. Ui, oh my god. Đâu rồi? Đấy thì ok. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với Minecraft Backworld. Vẽ xấu được đồ gì các bạn? Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đổi với Banh. Banh đi Banh. Vô chọn đổi Banh đây. Chọn Banh. Chắc chắn rồi. Ok, thì đừng quên là trước khi xem video này anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký, và đừng quên lẫn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh YouTube nha anh em. Và nếu các bạn thích mình vẽ những cái vật phẩm gì hay thì đừng quên là comment bên dưới nha anh em. Ok, còn bây giờ tí. Ồ, màu gì vậy anh? Ôi, hôm nay là ủa sao trời tối thui vậy? Cho xin miếng điện đi Gino, không có thấy đèn nè. Ủa để trong video cho điện cho. Ủa anh đâu rồi? Ôi ui ôi, bắt con mít luôn hả, nhanh vậy ba. Trời ơi, ôi. Hôm nay nhìn anh này 2D phết nha. Đẹp trai đấy. Ok, mà quan trọng là chúng ta vẫn vay vẻ. Này vẽ gì? Ui, con này vẽ gì ta? Quên nói với các bạn chủ đề các bạn. Chỉ có những thanh niên đang xem video mới biết chủ đề là gì. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ vẽ những cái cây VIP nhất nha anh em. Nhưng mà có nhiều bạn là bảo mình là tại sao anh không vẽ luôn đồ VIP luôn đi. Nhưng mà mình không thích như vậy các bạn. Khi mà kiểu mình vẽ thì vẽ từng cái nó mới đẹp đúng không? Tiện vẽ một cái nó VIP quá không? Không có chơi được nhiều anh em không? Nó chán luôn Banh, đúng không Banh? Đúng không? Đúng luôn. Rồi, qua vẽ đi Banh ơi. Ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ cái cây đầu tiên, đó là cái cây bình thường. Cái cây bình thường trong Minecraft các bạn. Đấy, ok, Banh vẽ đi Banh. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ nha Banh à. Đây. Ok. Mình sẽ vẽ cái cây nha. Cái gì vậy, hôm nay chúng ta vẽ cái cây mà, really? Vẽ vẽ là phải vẽ cái cây có thôi. Quả táo. À thế à, cây có quả táo. Ok nha. Nhưng mà thanh niên vẽ quả táo không thì không ra quả táo. Này nha, bây giờ mình sẽ vẽ cái cây mà hồi nhỏ mà hồi tiểu học mình hay vẽ các bạn nữa. Thanh niên nào vẽ giống mình thì comment dưới nhà thời. Chắc chắn một lần nào đó trong đời các bạn cũng đã từng vẽ cây giống mình anh em. Đúng. Vẽ đi Banh. Nó ra comment nha. Ok. À chắc chắn ai cũng đã từng vẽ cây. Tại vì các bạn biết không, nó cái đây là cách vẽ mà các cô giáo tiểu học ở kìa, ta đang nói chuyện với các bạn đừng có xé vô mồm người ta, có tiếng khổ ghê. À chắc chắn là cô giáo bạn đã từng dạy các bạn như này. Ôi bây giờ vẽ luôn à. Đấy. Xong lúc nào các bạn cũng tô màu như vậy đúng không? Mình biết mà các bạn, tại vì mình đã từng như các bạn mà. Đấy. Ok chua. Cây VIP quá. Quá là VIP luôn. Đấy, Banh mà nhìn cái cây của em là phải gọi là VIP nhất quả đất. Đấy, cái cây này mà anh em hồi nhỏ tới lớn mà anh em chưa giờ vẽ được giống cái cây giống mình là thật, anh em không có tuổi thơ nhá. Wow, cây có cây rìu luôn. Đấy, ok, ơi. Cây có cây rìu. Wow, vẽ được cái cây xong rồi nó cho cái rìu để chặt cây luôn. Này, ok. Rất là đỉnh cao, đấy. Ai cũng đã từng vẽ như này anh em, chắc 100%. Đấy, xong. Đây, Banh nhìn là cái cây của em nè. Thanh niên này vẽ lâu á, vẽ phải nhanh lên Banh, chứ không mấy niên kêu qua wood bây giờ. Ui. Đây, gì đây? Cây này. Ồ, có cái cây thật này nè. Ủa nhưng mà ủa sao bên này nó có cây sắt nữa nè. Ủa bên vẽ cây gì đây? Bên đang vẽ cây gỗ bạch dương ấy. Cây gỗ bạch dương nè, nó ra luôn nè Banh. Ui. Ồ, ảo mặt bánh Canada các bạn. Hoàn thành rồi. Ủa nhưng mà nó ra luôn rồi, cần chưa hoàn thành nữa ba nè. Nó ra luôn rồi nè. Trời ơi. Ok thôi kệ đi. Tao mới vẽ đội nhảy đã ra rồi. Kìa. Nhưng mà Banh à. Này. Đâu? Cái gì ấy? Ê. Đâu? Xin ông cầm kiếm lên phía. Tao mới vẽ như thế này nó đã. Ôi ra rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi cái cây này nó bị lan ban hay gì nhìn ghê quá. Ôi nhưng mà Banh ơi, Banh nhìn cái cây của em mà hình như là nó có cái gì đó sai Banh à. Sao cây của em nó không có gì hết trơn vậy? Bảo là cây VIP mà sao kỳ vậy? Trời ơi. Xem trong rễ cây cỏ. Tính ra là tụi mình sẽ có theo thứ tự là cây cây bình thường nè, xong tới cây sắt, cây vàng, cây kim cương, cái cây than nè, cây em gỗ, cây kim cương, cái em gỗ bạn. Đó, mình nghĩ là vậy. Gì đây?
Ôi nó trốn đây hả? Trời ơi chơi mà chơi giấu. Đâu để em qua bên đây em đào coi. Ờ quên mình có thể mở bên đây mà. Ơ kìa. Ơ kìa. Nè nè. Cái gì đây? Quay cái này giống giống hộp sữa quá vậy? Căng đi. Cái này giống hộp sữa lắm anh ạ. Quay cái này nó giống hộp sữa thiệt anh em. Cái gì đây? Can shoot the fire che re if in your inventory. Oh. Quay bên này nhiều đồ thế. Ủa, cái này là anh được cái gì vậy ba? Ok, nó không được gì hết trơn đi. Nhưng mà nó 8 sức tấn công là cũng được rồi. Nào, quay trên đây có đồ gỗ rồi ba nè. Ồ. Quay bên đây nó có cái gì nè? Wow. Ồ. Bạn ơi, em cho anh coi này nè. Em cho anh coi được ban rồi. Nhìn này, kiếm katana đằng sau à. Trời ơi. Kiếm katana đằng sau chưa? Ui sao em thấy cái kiếm katana nó bị thông xuống dưới của ban. Ui, tháo kiếm mà được luôn kìa. Wow. Ui xin. Tê nhờ. Nè ban nhìn em ấy. Nhầm. Ok, đào lắm đây, đào lắm đây bà. Ôi em có cái con này nè ban. Đấm nó đi. Đấm nó. Bụp. Ok, đánh nhầm. Ok bạn ơi, bây giờ anh em mình đi chiến bạn à. Bây giờ em có Ui, có côn này. Ok này cái gì? Nhưng mà sao cái côn. Ở trong đấy có cái rìu nè. Ủa nhưng mà sao cây rìu nó ui, chặt gỗ. Mà mình chặt gỗ luôn chị thôi, qua chiến bạn ơi. Đây, bây giờ mình chiến sẽ qua luôn. Mình test đồ. Test đồ. Ủa sao mình bị độc đây các bạn? Bạn ơi em bị được không? Trời ơi. Trời ơi, do kiếm xương rồng các bạn. Trời, rất cơ à, không hiểu luôn. Thôi, tao đi bạn ơi. Trời, kiếm xương này. Đâu. Nhưng mà bạn có đồ ăn không em? Em ơi, em hết bác nào. Anh cũng không có. Ok, thôi đi luôn bạn ơi. Ôi dồi, mình còn có 2 máu các bạn, chết dở rồi. Thanh niên này có cho đồ ăn không? Đây, anh bảo Khang ơi. Gì? Ok, ít ra thì bạn cũng phải nói một tiếng chứ sao. Đấy. Trời ơi, thiệt tình chứ không hiểu luôn. Ít ra cũng phải nói người ta một tiếng. Đánh banh đi. Ủa sao lại đánh banh? Cởi giáp ra ba, cho đánh cho nó lẹ. Ok. Trời, không hiểu luôn. Chắc, đó. Ủa. Ôi. Nó có cái gì của banh đây nè. What? Đi ra để lấy cho mau. Đâu, lấy đi. Kìa, xong lấy được. Ơ kìa. Rồi. Xong luôn, anh đứng vô con này làm gì giờ lấy không được nè. Ôi. Tính ra mấy đi đồ. Lấy kiểu gì Khang? Đồ trong này xịn lắm. Nè đồ có gì đâu chắc xịn nè. Ôi giờ đi nó cũng vậy rồi xịn gì đâu. Thôi kê với anh luôn. Ơ kìa. Đừng có cầm cái đó anh. Cái đó là em có cách anh. Bây giờ cái này là chỉ có ai quy vô cực mới nghĩ ra thôi. Đi. Lấy đi anh. Đó. Vô cực các bạn. Ghê chưa. Đi anh. Quá ghê luôn. Đi. Thời bọc cái giường này đó. Thời mấy niên kia hên. Nếu hên mấy niên kia không có đập đấy. Thời luôn. Ok đây có gỗ nè, bọc gỗ luôn anh em. Gỗ vô chắc anh ơi. Ok. Ủa nhưng mà sao em có cái đầu luôn nè ba. Anh có cái đầu không? Em có cái đầu nè. Đầu gì? Nè. Ơi đặt đi. Ok từ nha. Mấy này giống qua mình. Ôi. Hôm nay cái map này đẹp phết anh em. Giờ mới bọc dừa rồi. Giờ mới bọc dừa. Trời ơi. Đây rồi là đôi giày. Đây bể mình qua mình coi mấy niên kia dễ được cái gì rồi. Ây da. Ôi kìa. Đôi giày. Thế thì vĩnh biệt cái giường nha. Ây da. Ơi, cứu mạng Vân ơi, cứu mạng. Cứu. Vân, cứu. Qua cứu đây. Cứu. A! Rồi, ui giời. Cứu. Ơi ơi. Cứu. Hay quá, hay quá. Lụm đồ. Nó khiên mà. Lụm đồ chạy Vân ơi. Easy game. Cái tiếng gì vậy? Rồi, em cũng có katana nè. Ui, katana. Katana anh em. Kikoku vậy nè. Ê. Ôi. Ta đi tự quýnh xong tự té luôn anh em à. Ảo chưa. Ok. No. Bạn ơi, cô. Bạn ơi. Hay quá. Giỡn mặt với chúng tôi này. Ui về bạn ơi. Em hết máu. Ui có cái trứng gà nè quăng không? Không gà được gì thôi. Đi về bạn ơi. Thời luôn các bạn. Ui. Đó các bạn thấy không? Kiếm katana hơi bị xuyên sò đó anh em. Không có lùa được nha. Này đặt cái đầu đây nè. Ok đi về. Ôi tính ra em còn có 2 máu giờ sao vậy anh? Chết dở bây giờ. Đâu hết rồi. Em nghĩ là
Từ Vanh. Cất đồ đi. Dùng mà dùng chiêu cũ đi Vanh, dùng chiêu cũ đi Vanh ạ. Ui. Ok. Dùng chiêu cũ, dùng chiêu cũ. Wow, quăng hết đồ này anh em. Ok, Vanh quốc này luôn đi. Cái gì ấy? Bao đi Vanh. Ok, đấy, anh em thấy không? Ghê không các bạn? Đây là gọi là cái cách mà gọi là nhanh nhanh nhất anh em đấy. Anh em nào mà chơi sinh tồn mà hay làm gì vậy lắm đúng không? Xem đồ. Ồ, chúng ta làm siêu nhân. Wow, Khang ơi, Khang nhìn cái này này. Cái gì? Em lấy táo. Ui. Thế nào. Ui. Nhưng mà không có quả nào. Cái ôi. Thế là có đồ ăn. Ui. Ủa, Honey này có giáp giáp sắt này Vanh. Ôi giờ mới để ý anh em ạ. Thề. Ok mà giáp sắt đây Zeno lấy hai sợi Zeno chèo. Bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ em vẽ cây than đi Vanh, vẽ cây vàng đi Vanh. Đó, cây vàng với cây màu than nha anh em. Ok, cây vàng với cây than nha, đây. Đi. Đấy thì nói chung là mình kìa mấy đi kia qua kìa Vanh, cẩn thận Vanh ơi, vẽ lẹ nè Vanh. À bây giờ mình sẽ vẽ cái cây than lẹ anh em. Cái cây trong Minecraft, bây giờ mình vẽ cây trong Minecraft nha các bạn. Mình vẽ cây trong Minecraft anh em ạ. Ăn vẽ cây than đi. Cây than. Đấy, cây than các bạn. Trời ơi, cười quá. Mấy niên kia chuẩn bị qua hay sao anh à, cười tim tủm tỉm bên kia kìa. Dở rồi. Đó, cây than nó sẽ như thế này các bạn. Đấy, ồp, đây. Than là nó sẽ như thế này. Siêu nhân sấm sét sức mạnh triển khai. Ok, siêu nhân sấm sét sức mạnh triển khai. Ôi, sao sao dụng đầu này. Đây, Vanh ơi, em vẽ xong rồi Vanh ạ. Đây. Đấy. Cũng sắp xong rồi. Thông chưa. Lẹ, mấy niên qua tới kìa Vanh. Từ nhá, để mình gặp mình. Coi chừng mấy anh này qua. Wow. À, thấy rồi con dai. Ui, anh đi kết hợp kìa anh ơi. Ây da. Đâu rồi. Lên đầu Khang rồi. Ủa. Ây da, anh đi trên đầu mình kìa anh ơi. Ui. Anh đi nó lên đầu em, anh đi nó quấn kìa anh à. Kéo đầu Khang. À, ây da. Hay quá. Này thì siêu nhân sắp xét sức mạnh triển khai. Ôi, em lường được cái gì của anh Niên nè. Leo đầu mỗi thanh niên một đầu. Ủa cái này là lên đầu thiệt á. Leo lên đầu. Ui, em leo đầu Vanh thiệt nè. Wow. Ở kìa xong. Ở kìa đừng đánh. Ui leo đầu là đánh được Vanh luôn á anh em ạ. Oh my god. Tôi. Ui ga làm lẹ Vanh đấy. Làm lẹ. Ok. Dạ. Ủa. Đường nào? À đường nào đây? Ui nhưng mà em không có cấp Vanh ơi. Có cấp không? Có phun xương à. Ôi tính ra trong cổ của anh còn mấy đồ gì nè, rương nhiều quá. Hết luôn rồi. Nhưng mà quên không lấy rồi. Ôi trong đây có 8 sức tấn công. Cái này mạnh hơn. Ok. Rồi đâu, cấp đâu. Ok, mình sẽ đào bên đây anh em mà phải đào cái cục than mới đập được. Ui. Ok. Ui, cái gì đây? Gì đây? Granite block any đồ này đi. Đâu bây giờ. Ui, có cây này xịn. Cái gì đây? Sao đây? Ồ, Vanh ơi, em có cái này đưa cho Vanh nè Vanh. Vanh. Gì đây? Uầy, nhìn giống nhà bác học thiên tài ba ta nhỏ. Cái này ba. Ủa, cái này 8 mà. Cho xem một cái ngồi lên đầu ấy, Zeno. Rồi, hết rồi. Tính ra giáp của mấy niên mạnh hơn anh em ạ. Cây này mạnh này. Uầy. Một máu thôi Khang, đánh đi. Vanh thấy cây này mạnh không Vanh? Khoan, đánh đi đã. Ôi trời, đi luôn hả? Trời ơi, đánh nhanh dữ quá. Ôi, mình có cái cây gì nè anh em? Đây là cái gì đây? Cryolic block to anime dumb. Uầy. What the hell? Gì đây? Vanh ơi! Là con cây gì kia? Ồ, có cái này vui nè Vanh. Anh em mình không cần đọc vlog luôn Vanh. Vanh hiểu ý em không Vanh? Vanh hiểu ý em không? Qua nhà mấy niên kia là mấy niên. Ủa, nó di chuyển luôn kìa Vanh à. Uầy. Đâu thử đánh nó nha. Nó di chuyển luôn anh em ơi. Oh my god. Thử đánh nó nha Khai nha. Đánh đi Vanh. Ok. Nó rớt ra cái cục gì ấy. À, ê, anh đi qua Vanh ơi. Nhớ mặt này. Uầy. Thanh niên này yếu xìu mà đòi gai gió anh. Khang. Ok. Yếu xìu mà đặt cái Vanh. Em cho Vanh cái này là Vanh mũi tên bị mù Vanh này. Nè cho Vanh mũi tên mù nè. Đấy. Ui cái này là cái gì nè. Ôi sao cái này đang xì lì vậy. Nhìn nó nguy hiểm quá Vanh ơi. Thôi không. Cái này là video lần trước biết rồi đấy. À ok hiểu rồi. Đi Vanh đi. Giờ là Vanh đâu rồi Vanh. Đi Vanh. Đi. À cái thịt này cho nhảy cao. Đi Vanh. Em lên đầu Vanh kìa. Đi. À từ Vanh, em biết cái con này cứ coi. Cái con ơi, cái con ngựa bí ngô ấy. Rồi sorry. Thôi đi luôn đi Vanh. Ơ kìa sao Vanh? Bắn lại chúng ta. Sao Vanh bắn em? Ui, sao ghê vậy? Ui. Cái kiếm gì đấy Vanh? Ô, cái kiếm nó mạnh đấy nhờ. Kiếm Ikoku ấy. Ơ kìa. Ô, cái này bị đập à, cái này bị đập. Đảo ngược coi kìa, thanh niên đảo ngược coi. Đảo ngược. Đảo ngược vị trí. Ê. Ủa sao đánh ghê vậy? Anh biết gì sao? Em ngồi em ngồi trên đầu mà. Ngồi trên đầu à.
Ok, mình sẽ kết hợp hai tay luôn anh em à. Cầm kiếm, cầm hai kiếm trên tay quýnh được anh ạ. À. Cầm cầm kiếm hai tay đi anh. Ui, mấy anh này có cái gì nè? Thôi nha, để lượm cái này từ từ, mình phải có đồ ăn anh em à. Ui, cục thịt gì đây? Cục thịt enchen. Wow, nhức nách. Ok. Sức mạnh triển khai. Đó, quýnh bằng hai tay luôn anh em à. Mua rồi, ôi ôi. Trời, nghiêng rớt này rồi. Ok ok. Ôi nãy em thấy cái mặt Geno nó bị mờ mờ vánh à. Hình như thanh niên chơi chơi bị lem màu hay sao á. Chơi chơi mặt à. Ê, trời ơi, con chưa kịp nhảy ra. Con gà. Ê. Thôi kìa. Ôi ôi, mấy con gà này thiệt. Thôi thôi thôi, về đó nó thề luôn. Mấy niên này giờ không có đồ để cho mình BB rồi anh em à. Thề, mấy niên này giờ gà bắp rồi. Hồi nãy được cái mạnh thôi chứ giờ yếu xìu à. Video, không có gì để mất. Về 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 bên đây, về về về. Về dễ tiếp bên đây. Về dễ về về. À không có gì để mất hả? Ai để muốn cho. Ấy giờ video ơi, chèn luôn. Chèn luôn tự vậy. Ê, không có gì để mất, không có gì để mất, không có gì. Thôi đi về bên đây. Đi về dễ tiếp bên em à. Tiếp theo mình sẽ dễ. Giờ là có vàng. Ô, hình như là còn kim cương với lại MR bên à. Về về dễ nốt hai cái đó xong là tụi mình win luôn anh ơi. Ok. Lần này là không có để thua được. Kim cương với cả MR. Đúng rồi, banh muốn dễ cái nào? Anh dễ cái nào? Thôi, anh vẽ MR. Ok, anh vẽ MR thì em sẽ vẽ kim cương. Ok, mình sẽ kim cương anh em ơi. Let's go. Ngoài tính nhưng mà tính ra cây MR hình như nó nhìn cũng giống cây bình thường anh em. Ok. Ở đây nha, đây mình sẽ vẽ đập cái chanh này đi anh em. Đập cái. Đập cái chanh này ra mình sẽ đặt lại. Nó không có chanh anh em. Đây. Ok, đây anh vẽ MR nha, em sẽ vẽ kim cương. Đây, mình sẽ vẽ cây kim cương các bạn. Lần này mình sẽ vẽ cây này phải gọi là VIP đẳng cấp anh em học lại nó mới ra được đồ đẳng cấp anh em đó quá nhức nách. Cho mấy thanh niên kia thời gian đó, cho em cho mấy thanh niên kia thời gian để gọi là hồi lại, gọi là cho ta giáp được các thứ đó. Mình kìa bạn ơi, bạn ơi, hồi giáp à, hồi giáp với tôi, hồi giáp này giỡn mặt là đen vẽ thiệt tình chứ này thì giáp mà quýnh mình anh em, giáp mà quýnh mình là không có xong rồi. Ok, đây nha, để mình. Đây. Ok. Đó, à, chơi ơi, easy. Ok nha, mình cái này là mình phải lấy cái màu đậm đậm lên em. Đó, xong mình sẽ đồ cái nét gọi là nét của Emigo các bạn. Nét Emigo cho nó đẹp đẹp cái cây lên. Rồi, xong cây Emigo này. Anh tính ra anh. Ủa gì ba? À, mình vẽ. Ủa, mình vẽ cây kim cương mà mình nãy giờ mình nói mình vẽ cây Emigo. Thiệt tình luôn. Đây 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 đây, đây. Em đang fit lại thề luôn á. Ok nha, ok kim cương đâu phải màu này anh em, thử nha. Giờ em phải ngồi em chỉnh nó màu giống kim cương qua nào. Banh bảo vệ em đi Banh ơi. Bảo vệ em. Ok đây, bảo vệ. Đây rồi, cây rồi. Có cây rồi. Cây này là cây này mình phải chỉnh màu cho nó giống anh em. Đây, màu này cũng được. Này cho pizza này, pizza. Mình sẽ vẽ kiểu kim cương nó nằm trên cây anh em. Đẹp liền. Cái này giống kiểu giống cái loại quặng anh em này. 1 minute 37 seconds later. Ok. Rồi chắc chắn cây này sẽ ra rất là đồ VIP. Đấy, banh nhìn nè banh, đẹp không? Quá xuất sắc luôn. Wow. Ôi. Thôi làm đồ kim cương đi. Úi giời ơi. Ôi, cái này là kim cương ạ. À. Ok để em thử đã. Cái này em đồ. Dạ đây. Trời ơi. Ôi banh ơi. Nãy giờ em mới để ý banh à, cục thịt này em ăn vĩnh viễn luôn. Hồi nãy giờ nó không mất cục thịt này. Chém nhầm. Ok, chém nhầm. Chém nhầm. Ok, để em lấy đồ kim cương. Monster Ball gì này? Cái gì đây? Ender cái này mình biết. Ender Wing Rise vậy nè. Thôi bước đồ đây anh em ơi. Giáp đi đây. Frostcrom. Ê, ê. Ai kìa. Ê, cẩn thận. Sao lưng kìa bạn, sao lưng kìa. Ok, my friend. Ok. Thôi chứ lại là cái đó nữa hả bạn? Ôi, bên đây có váy nè bạn, bên mặc váy không? Nope. Cái Monster Ball gì nè. Mình có cái này được. Ê, ê, ê. Monster Ball, ôi. Ôi, Ripper. Ok. Ôi, cái này hay nè bạn. Đi đâu? Thời luôn. Ôi, Sandy có cái chiêu đó kìa. Ok. Dính biệt cụ. Không đi. Ok, từ từ. Bay luôn nè. Bây giờ mình phải chắc xong cái này. Trong đây có gì? Ôi, có kiếm kim cương nhưng mà cái này yếu xèo à. Cái này mình biết nè. Bữa mấy anh niên kia lấy cái này cho mình anh em. Ôi, có kẻ địch bên ơi, cứu. Chơi mình chạy. Bay đi. Sao bay được kìa? Ê, sao đến đây? Ôi, các bạn thấy đẳng cấp chưa các bạn? VIP Pro liền, trời ơi. Đây là gọi là IQ vô cực. Ok,
Ờ kìa. Uầy thằng lăng kìa. Bánh biến thành thằng lăng á. What the hell? Không phải, nhìn nhầm anh em, nhìn nhầm. Ok. Ủa cái cây của anh, à đây đây, có cây emerald đây nè anh em. Ờ, tính ra đồ emerald gì mà nó sao nó gà bắp vậy. Ôi, nhưng mà có cái đồ gì xanh xanh nè, à? Để thử coi. Thời luôn, bây giờ mình nhiều đồ quá. Vứt ra mà, bên mặt đồ. Anh ơi, bảo vệ em, anh ơi, bảo vệ em. Em phải coi đồ đó. Ui, hình hoành ghê lắm. Hình hoành ghê lắm. Ui, đồ ninja. Ôi ôi, đi luôn rồi. Ui, rồi sao? Bùm. Gì vậy, hình hoành ghê vậy? Ok. Hình hoành chém sẽ bị okay, mất cái tim này. Mà không hồi được luôn ấy. Ui, căng vậy. Chém cái tim không hồi được. Ghê vậy. Ghê quá vậy. Ui, nhìn em đẹp trai quá mọi người ơi. Ok anh ơi, chơi tới bến luôn anh ơi. Zo, bây giờ là mấy thanh niên kia ngủ trong rừng. Kìa, cái gì mà công chúa ngủ trong rừng, tào lao à. À nhá, từ từ. Ui, có cái gì đây? À, lấy cái này qua đành nổ giường mấy thanh niên kia anh ạ. Đây, mình sẽ lợi dụng cái cây cái quả Monster Ball này anh em. À, giống như kiểu Pokemon đấy anh em. Từ nhá, trong đây coi còn đồ gì không để mình lấy ra hết. Quay anh ơi, nãy anh có áo chàng gì đó cho em mượn đi anh. Đây. Đâu đấy. Nãy mình thấy Van mặc có áo chàng vậy anh em à. Đâu anh đi đâu rồi? Quẹ. Áo trang phù thủy bên này. Quẹ. Đâu? Ủa, anh đi đâu? Ui, đây. Thời chứ đâu? Đâu? Đây. Quay thanh niên có cái gậy luôn nè. What? Ok, kìa, thề chứ. Cái này mặc sao? Ủa, em mặc đâu được? Cái này giống là cái chỗ tròn tròn ở trên cái người ấy. Ui, gậy xăm xét. Ui, cho em mượn. Ui, cái cây này là cây emerald á. Ok. Ui, bị độc luôn nè. Ui bên đây cái đâu anh bị giao được. Ui cái gì nè. Ui em chọn được loại mod gì nè. Triple shot rồi single shot rồi tùm lum đây nè. Thử coi triple shot là gì. Oh my god, nó mạnh lắm anh em ơi. Ui tính... giờ nhảy cao thật. Đâu anh có gì á, anh cho em coi. Thề luôn, mình chưa có coi đồ trong cái cây của anh đây mà. Đâu Đâu cầm đâu. Mấy cái đồ này đây. Đâu cầm cái gì? Cầm mặc hết vào. Uầy. Mấy cái ô đấy nhá. Ôi cái nón gì lạ vậy? Mặc hết mà. Không biết đâu. Cứ mặc hết vào, bỏ cái kính này đem đeo cho. Đây cái kính nè. Tiếp nào. À. Đi xe đeo khiên. Rồi. Nào. Ôi nhìn đẹp trai thế. Đâu. Đâu thấy gì đâu? Khoe thấy gì đâu? Không thấy nhảy cao hơn à? Không, thấy nhảy cao gì đâu. Ủa mà. Đây thêm cái giày này. Sao đi, vì sao vậy? Đeo giày đấy mà. Đâu? À phải đợi dưới chân luôn á. Đâu? Ôi được của nó bạn ạ. Đi bạn, đi. Được của nó này ơi. Đây đi bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ ủa này nhà mình lộn nhà bạn. Tại chiến phi đao. Ok. Ui, à đi chưa chết à. À để em phi đào giúp tôi. Phi đào. Dạ. Ôi. Thấy rồi. Nhìn phi quá. Dạ. Dạ. Tối rồi, chưa? Không nhìn thấy gì. Tìm em trong bóng đêm đi, tìm em trong bóng đêm. Siêu Saiyan biến hơn. Ôi, siêu Saiyan. Bắt đi, go. Đâu? Không được, mở tiểu tim. Oh my god, ôi cái bóng bóng gì nè. Tao cứ bẹt đấy. Trời ơi, người ta bẹt, bẹt là do cái tiếng đó đó bè. Trời ơi, có biết cái gì đâu mà. Ok, bạn ơi. Thằng này ăn lắm thật. Ok, ăn lắm đâu, bị xe rồi, bị xe đóng tiêu rồi. Nãy mới thấy bị xe bên đây mà. Rồi. À đi đâu, em chưa tiêu diệt được anh Niên luôn á. Niên mất tiêu rồi. Núp núp đâu đây nè. Hây. Có, ok. Thôi đi qua nhà mấy Niên Văn ơi. Đi. Trong lúc một thanh niên đang biến mất thì chúng ta sẽ qua nhà mấy Niên đó. Đi, let's go. Đây, mình sẽ cho anh em coi cái gọi là chức năng của cái cây gậy này nha anh em. Ê, kìa thanh niên đằng sau rồi. À, chơi núp à. Ok Văn, để em. Đây nha, mình sẽ kết hợp hai cây kiếm lại anh em. Đâu, vô đây, có ngồi lại đây. No, lại đây đi này rồi. Đi luôn. Ok, mình sẽ không bắn anh ấy đâu anh em. Đâu rồi, để em. Dạ. Ok, lộn người bắn, lộn. Chơi bắn, let's go. À, thanh niên núp đây nè. Có một thanh niên núp đây nè. Lộ cái tay rồi, khỏi núp. Ủa, người ta đứng ngay góc kia, người ta biết nãy giờ. Anh đang bắn. Bắn đi. Không dính. Ây da. Ui. Sao bắn đánh em? Chém một cái đi vậy. Ui. Dính biết cụ. Ok, đây. Đường tăng đến. Mình sẽ cho anh em coi cái này. Nhầm cây anh em ơi, nhầm cây. Cây này mới đúng nè ơi. À, còn chài đây, cây này mới đúng nè anh em. Di chuyển đi. Ui dồi. Đường tăng này, giỡn mặt à. Ui. Ui, Văn ơi, Văn đánh em thử coi Văn. Đúng cổ đi. Ý à. Ui, cái gì rơi xuống nè Văn. Rồi.
Trang đi rồi. Đồ xin, đồ ngu, đồ ăn hại. Không hiểu luôn. Enderby. Qua đây, nhiều đồ quá. Đây đây đây, đang qua, đang qua đây. Trời ơi, thiệt chứ. Nghĩ sao anh yêu ơi, quýnh em đây vậy? Ủa, sao mình đang đi? Ê, thanh niên Zeno nhặt rồi. Để em, để em, để em. Qua tới đây, qua tới đây. Ra lấy đồ. Ê, mấy thanh niên đây. Đây, 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 đây. Ở đâu? Có của em đâu? Của em đâu? Cái này, cái này. Ok, ok, ok. Có chân. Mấy cái. Dạ. Tới hù rồi, đập giường luôn. Rồi, xin cái giường nha, mấy baby. Đây rồi, đã tới thời cơ. Đã đến lúc phải lối ra tẩm tư nồng manh. Ok. Ơ, cái giường hồi sinh rồi. Tàu lao. Cái giường hồi sinh, tàu lao. Cái giường hồi sinh. Cái giường hồi sinh. Trả cái áo tràng cho tôi. Ok, mình bị mù luôn anh em. Thề luôn á. Mấy niềm quýnh phát bị mù đâu. Nè, bi xe nhìn nè, bi xe nhìn nè. Ủa, giường lại hồi sinh rồi. Ờ, nhưng mà mình mất cái cây gãy rồi ta. Ủa, cái cây gãy nằm đâu rồi? Đây, đây. Đâu, 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 đâu. Đây, Bixel nhìn nè, không, đây, để em mới có phép thuật đó, hiểu không? À, nhìn nè Bixel. Nhìn nhá, ảo thuật gia, khen gờ. Piu. Ghê chưa? Ghê vậy? Đó, nên là ngày hôm nay là khi mà bọc bọc giường là mình sẽ gỡ mấy con này ra hết anh em đấy, xong đập giường. Easy game liền. Đó, trời ơi. Khang ơi, tính chúng ta dầm, cầm dìu đập được mà. Khang, Khang, biến cái giường xem nào. Cho giường nó chạy nào. Ý em là em muốn dạy cho nó vui á mà. Ok. Con này có đấy, gì? Mà tính ra mình win rồi, mình còn đứng mình sàm sàm. Đến cái giường đi ha. Sàm sàm. Đến thử cái giường nào. Không được, cái giường biết không được. Con không có biết được cái giường. Ôi nhưng mà biết được cái ghế luôn nè. Vậy tính ra cái kiếm Kikoku này khỏe lắm. Ờ, đúng khỏe luôn anh em. Cái cây này kiểu mình chém mấy niên kia phát mấy niên quéo luôn anh em à. Đấy, ok. Đấy, nói chung là ngày hôm nay từ từ có anh niên là lên trên mic cho tôi TB trên nó chào nó gọi là đây, okay. Tiến lên trên nào. Đừng, 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 đừng. Em muốn lên trên bằng full hình dạng, hiểu không? Thiệt chứ. Lên đi, lên đi. Rồi, ok, lên trên kia chào nó mới gọi là hợp phong thủy các bạn. Cái này mọc cây nè. Đi ra đi treo. Để ta đứng đây cho đẹp mọc coi. Mọc cây nè Kha. Đâu? Trời ơi. Ui, thanh niên nào mới vẽ trên đây hay gì mà mọc cây ghê vậy? Wow. Vừa nãy em đi đâu ăn quả táo nhặt hạt ra đấy. Ôi. Ôi trời ơi. Hết đẹp rồi. Hết đẹp rồi. Thanh nào đấy? Khổ thiệt cái chứ. Chắc là Văn à. Thanh niên nào quăng. Chắc chắn là Văn rồi. Thề chứ. Đấy thiệt khổ hay anh. Em thấy khổ không mày? Thì ok. Mới có chữ Betway trên kia đẹp. Thiệt bây giờ mất tiêu rồi. Đấy thì ok. Đấy mình nghĩ video là hết rồi. Thì nếu các bạn thích video này của mình thì đừng quên cho mình một like và đăng ký. Và đừng quên lẫn cái chuông kế và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh YouTube nhìn em. Và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên của nút tìm để hỏi nút tìm nha. Và còn bây giờ thì hẹn lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.